xin chào tất cả các em đến với bài học tiếp theo của thầy trong khóa ôn luyện lớp 10. À, trong bài học ngày hôm nay chúng ta sẽ đi tìm hiểu về màng sinh chất và cách thức vận chuyển các chất qua cái màng sinh chất đấy như thế nào. Việc trao đổi các chất qua màng sinh chất đấy như thế nào chúng ta sẽ học trong và tìm hiểu trong bài học ngày hôm nay. Với mỗi quốc gia thì chúng ta đều thấy là đều có đường biên giới và mỗi đường biên giới các em sẽ thấy là đều có cửa khẩu và tất cả cái vấn đề gì và tất cả những hàng hóa thông qua giữa các quốc gia đều có sự kiểm soát và chúng ta sẽ cho phép cái gì nó có thể đi qua ngay lập tức và có cái gì phải qua kiểm soát và tế bào nó cũng vậy tế bào nó sẽ có một cái cấu trúc mà bao quanh nó nó giống như thành trì nó giống như đường biên giới của chính nó đó chính là màng sinh chất màng sinh chất nó bao quanh các thành phần các bào quan các chất trong tế bào ví dụ như là ti thể ví dụ như là lục lạc Ví dụ như là ribosome hoặc lưới nội chất mà chúng ta đã tìm hiểu những bài trước liên quan đến tế bào nhân thực hay đơn giản nó bao quanh cái khối chất nhân rồi ribosome rồi thì tế bào chất của sinh vật nhân sơ Vậy thì em sẽ thấy dù sinh vật nhân sơ hay, hay tế bào nhân thực nó sẽ đều có một cấu trúc bao quanh nó để tạo nên một cái tế bào hoàn chỉnh đó chính là mảng sinh chất và đó chính là cửa ngõ để giúp cho nó làm sao có thể trao đổi chất với bên ngoài bên trong và bên ngoài tế bào để giúp cho nó có thể thu nhận được thông tin để giúp cho nó có thể trao đổi thông tin giữa các tế bào với nhau giữa các tế bào cùng cơ thể giữa các tế bào và khác loại đó Vậy hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu thật kỹ cái cấu trúc màng sinh chất và cái việc vận chuyển qua màng sinh chất đấy nó như thế nào Đầu tiên chúng ta đến với cái cấu trúc của cái màng sinh chất Thực tế thì ở cái bài màng sinh chất nó nằm trong cái phần phần là của cái tế bào nhân thực tức là làm cho một cái phần của cái bài nhân thực thế nhưng mà thầy lại gộp hai cái thằng này lại với nhau tạo thành một bài bởi vì là cái cấu trúc thì nó sẽ liên quan đến cái chức năng của nó bởi vì một cái đặc trưng của sinh học đó chính là gì cấu trúc phù hợp với chức năng và chức năng thì phải quy định là gì chức năng quy định cái cấu trúc anh cần cái chức năng này thì nó mới cấu trúc như thế này đấy đó là cái mối quan hệ tương tác mối hệ biện chứng giữa hai cái thằng này nên thầy muốn gộp hai thằng này lại với nhau để giúp các em hiểu rõ hơn là màng sinh chất và các vai trò liên quan đến quá trình vận chuyển các chất như thế nào thế thì màng sinh chất ấy nổi trội của màng sinh chất đó chính là tính chất nổi trội của màng sinh chất mà người ta đã đưa ra một cấu trúc mô hình của màng sinh chất đó chính là mô hình khảm động hay một số sách người ta gọi là khảm lỏng vậy thì chúng ta hiểu thế nào là khảm động và khảm lỏng cấu trúc màng sinh chất có khi là mô hình khảm, khảm động hay một số sách gọi là khảm lòng ok đó đều là một cả thôi vậy thế thì các em sẽ thấy đây có hai từ thứ nhất nó là khảm cái thứ, thứ hai nó là động khảm tức là gì nó không phải là một thành phần duy nhất trong cấu trúc của màng sinh chất nó không phải có một thành phần duy nhất cái thứ hai thế nào là động động tức là cái màng đấy nó không hề tĩnh mà nó sẽ có sự biến đổi giữa các thành phần đó là chính tại sao người ta gọi là khảm động vậy thì thành phần của màng sinh chất ấy đó là một lớp phospholipid và cái phân tử phospholipid này nó có một đặc tính rất hay đó chính là một đầu thì nó ưa nước và một đầu thì nó kỹ nước đó và gồm hai lớp phospholipid vậy thì hai lớp phospholipid em sẽ thấy rằng là một đầu ưa nước mỗi lớp phospholipid thì đều có một đầu ưa nước một đầu kỵ nước chính vì thế mà các đầu kỵ nước ấy nó sẽ úp vào nhau nó sẽ ở bên trong còn nó thò hai cái đầu gì ưa nước ra bên ngoài được chưa ok nó như thế này đây là các đầu ưa nước À, đầu ưa nước và đây là các đầu kỵ nước, các đuôi kỵ nước. Đó. Các bạn đã biết là rằng là cái tính chất của lipid đó là không tan trong nước bởi vì là lipid đó là cái chất gì không phân cực muốn tan trong nước nước là một dung môi phân cực nên chính vì thế muốn tan trong nước thì các chất đó phải là chất phân cực còn lipid thì là chất không phần cực chính vì thế mà nó chỉ tan trong các dung môi không phần cực mà thôi thế chính vì vậy mà nó đã cái đặc tính của cái lipid này, trong quá trình tiến hóa nó sẽ tạo ra một cái cấu trúc màng rất là hoàn hảo để giúp làm sao là giúp cho cái việc mà tế bào nó sẽ ngăn cách với cái tế với môi trường xung quanh đó trong quá trình tiến hóa thì vô tình các lipid các phân tử lipid nó bao lấy các thành phần khác của tế bào chính vì thế tạo thành một cái tường thành bao quanh đó nó là như vậy. Thế thì với phân tử phospholipid ấy thì nó sẽ có một đầu là đầu ưa nước ở đây. Đây là bên ngoài. Đây là bên. thầy cho đây là bên ngoài tế bào đi. Bên ngoài tế bào. Rồi, đây là bên trong tế bào. Yeah. Bên trong tế bào. Đấy. Và đầu thì ở đầu đây là đầu ưa nước này. Đầu ưa nước Hãy viết tắt nha, ưa ừ, h o Chưa, ok Còn thằng này nó sẽ là kỵ nước Rồi, xong. Thế đầu ưa nước thì quay ra ngoài và Kỵ nước thì lại quay vào trong. Đấy, liên kết với nhau. Và như vậy. <laughs> Tiếp theo nữa thì đây các em sẽ thấy rằng là đây là phospholipid, đây là một phân tử phospholipid. Đây là phân tử phospholipid. Đây là lớp phospholipid kép. Tại vì nó kép bởi vì nó có hai lớp thì người ta gọi là phospholipid kép. Phospholipid liên kết với lipid tạo thành cái lớp phospholipid. Đó. Thế thì nếu như mà màng tế bào nó chỉ có phospholipid thôi thì nó sẽ không thể gọi là màng khảm được. Chính vì thế mà làm sao? Chính vì thế mà nó còn thêm một cái phân tử nữa, đó chính là protein dưới nhiều dạng khác nhau, trong đó có những protein người ta gọi là protein xuyên màng. À có những cái protein xuyên màng. Có protein xuyên màng. Đây là protein xuyên màng. À protein xuyên màng. Tất cả những cái thành phần ở trên mà Mạng sinh chất này nó đều có những cái vai trò rất đặc biệt của nó. <laughs> Tiếp theo nữa không chỉ có một không chỉ có protein mà nó còn có các phân tử, phân tử trong các tế bào động vật và tế bào người ấy, nó còn thêm một loại phân tử nữa, đó chính là cholesterol. Em hãy nhớ nhá, trong tế bào động vật và tế bào người nó có thêm một loại phân tử nữa đó là cholesterol, nó sẽ đính ở trong cái màng này, nó tăng cái sự vững chắc của cái chính cái màng này. Đó. Thầy vẽ tiếp một lớp phospholipid for, for ở đây. Đó. Rồi, nó còn đính thêm cả các phân tử cholesterol. Đây thầy vẽ đại diện thôi. Đấy, chứ nó còn đính xung quanh mà đúng rất đính rất nhiều ở cái chèn và rất nhiều ở cái vị trí khác nhau. Nhưng mà đây thầy vẽ ví dụ vậy thôi. Đây là cholesterol. Cholesterol. à, các em nghe thấy cholesterol rất là nhiều rồi đúng không Đấy, cholesterol cái chính cái thằng cholesterol này thì nó sẽ làm tăng cái tính gì vững chắc của màng tế bào thế tuy nhiên rằng nếu như chúng ta ăn cái nhiều cái loại động thức ăn mà ví dụ mỡ động vật nó nhiều cholesterol quá thì nó sẽ bám vào cái gì cái thành động mạch của chúng ta nó gây ra hiện tượng là sơ vữa thành động mạch chính vì thế mà ở những người già, mà có thể gây ra những bệnh là gây ra bệnh là huyết áp cao ví dụ như ở người già đó chứ mà không, nhiều không phải là là tốt đúng không cái gì nó chỉ ở trường mực thôi đó cholesterol cái này là tăng tính bền vững rồi được chưa đó ngoài ra nó còn có thêm các gì các phân tử protein bám mảng các phân tử protein bám mảng các phân tử protein bám màng thầy vẽ tiếp một lớp nữa rồi. rồi nó có các phân tử protein bám màng như sau nó có thể bám ở trên xung quanh màng này Đó. Đó. đây chính là protein bám màng rồi nó không chỉ là cứ những cái phân tử protein thông thường mà nó protein nó còn liên kết với là các hợp chất là hydrocarbon nó tạo thành người ta gọi là glycolipid đó. đó các phân tử protein nó có thể liên kết với các phân tử hydrocarbon khác đó. À, liên kết với cái đuôi và ví dụ đây là hydra carbon đấy và nó sẽ tạo ra được cấu trúc này người ta gọi là glycolipid lipid đó và không chỉ dừng lại ở đó mang sinh chất nó còn thêm các cái thành phần nó còn thêm các cái thành phần đó là lipid nó có thể liên kết với hydrocarbon carbon để tạo thành cái người ta gọi là glycolipid đó, đó. Các phân tử glycolipid đây là glyco lipid à, thầy xin lỗi trên này là glycoprotein đó. ở dưới mới là glycolipid, glycoprotein ở dưới là glycolipid. đó rồi ok như vậy rằng các em sẽ thấy rằng trong một thành phần của màng sinh chất nó gồm hai thành phần ba thành phần chính. Đó là gì? Thứ nhất, đó chính là phospholipid, nó tạo thành một lớp phospholipid kép. Cái thứ hai đó chính là protein. Protein thì sẽ có nhiều kiểu. Một là protein xuyên màng, hai là protein bám màng hoặc là protein nó có thể liên kết với phân tử hydrocarbon khác hoặc các nhóm khác, nhóm khác nhau của hydrocarbon để tạo thành một cái phân tử người ta gọi là glycoprotein, được chưa? Ngoài ra nó còn thêm cái gì? Thành phần thứ ba đó là cholesterol ở các loại tế bào động vật và tế bào người. Nó thêm cholesterol ở đây để tạo tăng cái tính bền vững của cái màng sinh chất ở đây. Và ngoài ra nó còn thêm một loại phân tử nữa, một loại phân tử nữa đó chính là glycolipid do sự liên kết giữa lipid với cái đuôi hydrocarbon. Đó, nên tạo lên cái cấu trúc của cái màng sinh chất đó là khảm. Vậy thì động nó ở đâu? Chúng ta đã giải quyết được là cái từ khảm rồi. Vậy thì động nó ở đâu? Là bởi vì là cái cấu trúc của màng sinh chất này không tĩnh cấu trúc này không tĩnh màng sinh chất không phải là một màng tĩnh không phải là một màng tĩnh nó không phải là giống như cái thành trì chúng ta là xây lên và nó cố định ở đấy là chỉ có một cái lỗ cứ thế mà chu qua chu vào Đấy, mà đây là màng sinh chất nó không phải là màng tĩnh mà bởi vì do cái sự chuyển động nhiệt liên tục của các phân tử lipid nên chính vì thế mà tạo cho cái cấu trúc của màng sinh chất gọi là màng khảm động hay còn gọi là khảm lòng không phải là màng tĩnh mà có sự chuyển động nhiệt của các phân tử lipid chuyển động nhiệt của các phân tử lipid Chính vì thế mà được gọi đó chính là khảm khảm động. Đó. Thế chúng ta đã giải quyết xong hai thằng này. Vậy thì cái này nó sẽ liên quan đến cái chức năng của nó. Chức năng của màng sinh chất như chúng ta vừa ngay từ đầu mà thầy nói các em, đó chính là nó chính là cửa ngõ để làm sao để trao đổi trao đổi chất giữa bên trong và bên ngoài tế bào. Đúng không? Đấy là cái nhiệm vụ quan trọng nhất của nó. Đó, cái thứ hai đó chính là cái gì? Nó chính là cái cửa ngõ để ta tiếp nhận thông tin tiếp nhận thông tin để trao đổi thông tin với cái gì tế bào này với tế bào kia tế bào với môi trường đó chính là chức năng của mạng sinh chất chức năng chức năng của mạng sinh chất chức năng đầu tiên thầy sẽ nói đến cái việc trao đổi chất sau bởi vì nó liên quan đến một phần đằng sau nữa cái chức năng đầu tiên thầy muốn nói đó chính là gì đó chính là chứa các thụ thể thụ thể đó, chức năng này thứ nhất nó có các thụ thể để nhận biết thứ nhất thụ thể thụ thể để làm gì để nhận biết nhận biết trao đổi thông tin trao đổi thông tin được chưa cái thứ hai đó chính là gì? Thụ thể ở đây đó chính là các phân tử protein bám màng, các phân tử protein bám màng nó chính là những thụ thể. À, tiếp theo nữa, đó là nó trên cái phân tử protein ở à, trên trên cái màng sinh chất này nó có chứa một phân tử đó là glycoprotein. Glycoprotein này nó chính là một dấu chuẩn của tế bào. Dấu chuẩn glycoprotein. Thứ hai. Dấu chuẩn glycoprotein. Glycoprotein. Giờ có cái dấu chuẩn protein này nó sẽ nhận biết được là à, tế bào này là cùng loại. Nó cùng trong một cơ thể hay là cùng loại với nhau. Cái thứ hai nó có thể nhận biết được là gì? À, à đây là tế bào lạ. Ví dụ như ví dụ như cái tế bào mà bạch cầu chẳng hạn bạch cầu trong cơ thể người chúng ta chẳng hạn khi mà có sự xâm nhập của các tế bào thì bắt đầu các thụ thể ở trên màn tế bào nó sẽ phải nhận biết à nó giống như một xung quanh cái màng sinh chất glycoprotein nó giống như mắt thần nó có thể dò xét và chúng ta nhận biết được a, à, đây thằng này nó là gì thằng này nó không phải là tế bào chúng ta nó là tế bào lạ và có thể gây nguy hiểm cho cơ thể chúng ta thì bắt đầu là gì cái tế bào bạch cầu nó sẽ một loạt các phản ứng nó xảy ra là có thể tiêu diệt được cái tế bào lạ đó đó chính là dấu chuẩn glycoprotein chức năng quan trọng mà thầy muốn nói đến ở đây đó chính là vận chuyển chất một cách có chọn lọc đấy này mới gọi là hay này, đó, đó chính là trao đổi chất, trao đổi chất, thay dùng từ trao đổi này hay hơn, đó là trao đổi chất giữa gì gì, giữa môi trường và tế bào, một cách có chọn lọc. một cách có chọn lọc một cách có chọn lọc và chính vì thế mà người ta còn gọi màng sinh chất có tính thấm chọn lọc màng sinh chất thầy viết tắt màng sinh chất có tính thấm chọn lọc có tính thấm chọn lọc đó có tính thấm chọn lọc nó sẽ cho phép cái gì được đi qua và được vận chuyển khi nào với điều kiện nào bác em thể nhìn hình dung đây này chính bởi vì nó là màng phospholipid chứ không phải là cái màng thông thường là tất cả các phân tử đều có đi qua. Bởi vì các em biết là các chất tan thì nó hòa tan trong nước, đúng không? Các chất tan thì nó hòa tan trong nước mà hòa tan trong nước thì nó phải làm sao? Nó phải là phân cực. Thế thì bây giờ các em hình dung này, cái màng phospholipid bên trong nó là không phân cực. Bên ngoài thì nó là phân cực. Tức là bên trong kỵ nước, bên ngoài là ưa nước. Thế thì các phân tử mà lợi, mà bị hòa tan ấy bây giờ sẽ chui qua cái màng này nếu như là chỉ có phốt lipid thôi các em sẽ thấy là nếu như chỉ có phốt thôi thì chuyện gì xảy ra nó chui vào đây gặp đúng cái thằng mỡ gặp đúng cái thằng lipid không thể chui vào được nữa bởi vì nó có hòa tan vào nhau nó không thể tạo ra cái kênh để làm mà vận chuyển đi được chạy không thể thấm qua được đúng không nó giống như kiểu chả khác gì là ly lông với gì chúng ta đựng đi đựng chai chai nhựa bằng nước à quên đựng nước bằng chai chai nhựa đúng không thì rõ ràng là nó không rõ được thì ở đây là cũng vậy đó thế thì nó sẽ phải có cách làm sao để cho những cái thằng gì như vậy đi qua nó sẽ không thấm qua đây và nó sẽ đi qua những kênh người ta gọi là kênh protein mà khi đi qua kênh thì còn gọi là đi qua cửa ngõ mà đã gọi là đi qua cửa ngõ thì đương nhiên là anh sẽ có sự kiểm soát đó, nó là như vậy Đấy. Còn đương nhiên những cái chất khác mà nó không phân cực Hay không tan trong nước Thì hoàn toàn có thể khuếch tán trực tiếp Nó có thể đi trực tiếp qua cái lớp phospholipid phò này Đó. Thế nên cái quá trình rõ ràng là như vậy Rằng là cái việc vận chuyển chất ấy Qua mảng sinh chất ấy nó sẽ phụ thuộc Nó phụ thuộc này Nó phụ thuộc cái gì Phụ thuộc vào hai Thứ nhất bản chất chất đó Bản chất của chất cần vận chuyển vận chuyển đúng không cái thứ hai sự khác nhau về nồng độ bên ngoài và bên trong tế bào nồng độ bên ngoài và bên trong tế bào đó sự khác biệt về nồng độ bên ngoài và bên trong tế bào nó giống như thế này bản chất của chất thì vừa rồi thầy nói rồi tan hay không tan kích thước lớn hay kích thước nhỏ thì đương nhiên nó sẽ có vận chuyển khác nhau có những ví dụ như ta đơn giản này nó thì là phân tử đường chúng ta ngậm vào mồm cái nó tan ngay nhưng rõ ràng ví dụ nếu là miếng thịt chúng ta cho mồm chúng ta phải nhai ngậm có lâu nó mới tan mười năm cũng chả tan đúng không thế thì rõ ràng là phải nhai đấy đó nó đó sẽ phải có cách chế biến khác thì tế bào nó sẽ phải linh hoạt trong cái việc mà đưa cái chất đấy đi vào trong tế bào kiểu gì cái thứ hai nó sẽ khác nhau về nồng độ cái chất đó bên ngoài và bên trong tế bào khi mà chúng ta một cái đĩa một cái mâm cơm mà đề hề thức ăn nó sẽ khác với cái việc mà mâm cơm nó chỉ một, một loại thức ăn duy thứ nhất đó là cơm nó sẽ khác nhau và chờ vực, đúng không thế thì khi mà đề hề chúng ta lấy lúc nào chả được rất dễ dàng đúng không tiền cứ để ngoài mâm này hay tầm thế nào cầm nhưng bây giờ chỉ có tờ một nghìn thôi nó, nó sẽ có chuyện khác chúng ta phải đắn đo phải xuống phải suy nghĩ đó thế thì phụ thuộc vào nồng độ nếu như bên ngoài tế bào nồng độ rất cao thì nó rất dễ dàng đi từ bên trong bên ngoài vào bên trong nó giống như chúng ta thả một cái hòn đá từ trên cao từ trên tầng 3 xuống tầng 1 rõ ràng rất dễ tõm thế là nó rơi thôi nhưng nếu như chúng ta mang cái hòn đá đó từ tầng 1 cũng vẫn là hòn đá đó như tầng 1 nên trên tầng 3 thì rõ ràng chúng ta sẽ phải tốn năng lượng tế bào nó phải suy xét trong cái việc đó chính vì thế mà tế bào nó sẽ có ba cái hình thức vận chuyển liên quan đến các chất này những các chất mà cơ thể cần tế bào cần đó là vận chuyển thụ động vận chuyển chủ động chủ động thụ động về chủ động và thứ hai đó là nhập bào và xuất bào tương ứng với các loại chất khác nhau và phụ thuộc vào các nồng độ khác nhau bây giờ chúng ta sẽ đến với ba hình thức đó Bây giờ chúng ta đến với các hình thức mà vận chuyển các chất qua màng sinh chất. Vận chuyển các chất qua màng sinh chất. Như vừa giờ thầy nói nó sẽ phụ thuộc vào cái bản chất của cái chất đó là gì? Nó sẽ phụ thuộc vào sự tranh lệch nồng độ các chất đó bên trong và bên ngoài tế bào thì mới thấy nó có ba hình thức thứ nhất đó chính là thụ động thứ hai là chủ động và thứ ba đó chính là nhập bào và xuất bào đó thế thì vận chuyển đầu tiên đó chính là vận chuyển thụ động vận chuyển thụ động Với thứ hai đó là vận chuyển chủ động thầy sẽ nói hai cái này trước hai cái này các em cần phải phân biệt được đó và hai cái này nó sẽ khác nhau ở bốn vấn đề sau thứ nhất đó chính là chiều vận chuyển đã là một chất thì có thể vận chuyển trong bên trong và bên ngoài thì bảo ví dụ thế thế nhưng mà vấn đề là cái chiều vận chuyển đây nó sẽ khác. Đấy. Nó là liên quan đến cái nồng độ của chất chiều vận chuyển. Chứ không phải là chiều vận chuyển từ trong ra ngoài hay từ ngoài vào trong. Cái này nó khác. À, tiếp theo nữa đó chính là cái nguyên lý. Nguyên lý hay còn gọi là nguyên tắc để quá trình vận chuyển đấy nó sẽ diễn ra như thế nào. Đúng không? Chiều vận chuyển nguyên lý. Đó. Cái tiếp theo nữa là gì? Thông qua cái con đường vận chuyển đấy là như thế nào Con đường đấy nó sẽ đi qua lớp phospholipid Hay nó đi qua một cái chất gì đó trong phospholipid Đó chính là con đường Và cái người ta quan tâm ở đây nữa Đó chính là vận chuyển này nó có cần năng lượng hay không Bởi vì khi mà chúng ta dùng hai cái từ thụ động và chủ động nó là Đó là nói lên cái vấn đề là thụ động là không cần năng lượng Không tiêu tốn năng lượng và chủ động nó sẽ phải tiêu tốn năng lượng đó Tiếp theo nữa đó, đó chính là cái thứ bạn tư đó chính là năng lượng. À có thể năng lượng. Ok. Thế bây chúng ta sẽ 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 thấy ở đây này này. Thứ nhất là về nồng độ chất. Các em sẽ thấy có những trường hợp gì? Nồng độ chất này thì nồng độ các chất mà hòa tan chúng ta sẽ thấy rằng là có hai trường hợp, một bên là có thể là bên trong cao hơn, bên ngoài cao hơn ví dụ thế. Thế thì chúng ta sẽ thấy rằng đây thứ nhất là nồng độ chất tan này nồng độ chất tan cao được chưa tiếp nữa đó chính là cái nồng độ chất tan thấp bên này là nồng độ chất tan thấp đó, thầy chẳng cần biết nó là bên trong hay bên ngoài như thế này nồng độ chất tan cao và nồng độ chất tan thấp rõ ràng có hai bên Trên lệch nhau như thế đúng không thế nơi có nồng độ chất tan cao thì người ta còn gọi đó là nơi có áp suất thẩm thấu áp suất phải viết áp suất thẩm thấu cao bên này là có áp suất thẩm thấu thấp ghi đã thầy sẽ giải thích bên này là thế nước hay còn gọi là thế nước thấp à, các bạn sẽ hay nhầm bên này là thế nước cao à, Thế nước cao, được chưa? Thế các em sẽ thấy rằng là tại sao cái này nó liên quan đến nhau Thứ nhất là nơi có nồng độ chất tan cao Tức là nồng độ ion, nồng độ khoáng, các chất hỏa tan, gluco vân vân Thì nó cao Cao thì đồng nghĩa là việc gì? Hàm lượng chất tan ở trong nước nó cao Thì nó, nó nghĩa là đơn giản là gì? Nước ở đây nó đặc Nước nó đặc thì khả năng gì? Hút Nó mạnh hơn Nó giống như cái bánh mì mà rõ ràng cái bánh mì khi chúng ta và cho nước của chúng ta thấy nó ngấm rất kinh khủng đúng không bởi vì rất là khô càng khô thì càng ngấm nước nhanh đúng không đó là như vậy thế thì chính vì thế mà người ta gọi là thế nước thấp thế nước thấp là nó rất là ít nước đấy à, là vị thế mà còn ngược lại với nó là nồng độ chất tán thấp khi mà nồng độ chất tán thấp tức là cái nước nó loãng Đấy, à, nước nó loãng thì sao thì nó sẽ là thế nước cao và áp suất thẩm thấu cũng sẽ thấp Đó là như vậy thế thì bây giờ các chất nó sẽ đi như thế nào với nước ấy thì nó sẽ đi như thế này với H2O ấy thì nó sẽ đi từ nơi có thế nước cao đến nơi có thế nước thấp H2O nó sẽ đi như thế này đấy và người ta còn gọi nó đó chính là nguyên tắc của nó là thẩm thấu hay là gọi là khuếch tán khuếch tán thực ra là một từ thuật ngữ chung và đối với nước thì người ta sẽ dùng cái thuật ngữ riêng để phân biệt cái con đường là vận chuyển nước đó là từ thẩm thấu thực chất là thẩm thấu cũng là khuếch tán mà thôi đó theo con đường gọi là thẩm thấu Thẩm thấu Nói đơn giản Đó chính là nước nó sẽ đi từ nơi có thế nước cao Đến nơi có thế nước thấp Đó Và à, Còn các chất tan ấy Thì nó sẽ đi theo kiểu gì? Đi đi theo kiểu gì? Chất tan thì nó đi kiểu gì? Chất tan này Chất tan thì nó sẽ đi theo kiểu ngược lại Tức là nơi nó đi từ đồng độ chất tan cao Đến nơi có nồng độ chất tan thấp Đó Các chất tan à, Ví dụ như là ion đường vân vân ion khoáng đó, ion khoáng vân vân đó nó sẽ đi theo con đường như thế này đó thế thì chính vì chính bởi vì vậy nó có sự khác nhau vậy thì vấn đề là chúng ta sẽ thấy rằng là nó đi theo nguyên tắc đó chính là khuếch tán đó chính là khuếch tán đó nhưng mà khuếch tán thì bây giờ nó sẽ có hai kiểu một là khuếch tán chủ động và thứ hai là khuếch tán thụ động bởi vì rằng nước thì luôn luôn đi theo một con đường duy nhất là đi từ thế nước cao đến thế nước thấp và con đường này hoàn toàn là thụ động nhưng với các chất tan thì có thể đi theo con đường là theo cách là thụ động hoặc là chủ động bởi vì đơn giản này ví dụ trong tế bào của chúng ta nồng độ chất khoáng rất là cao bên ngoài là thấp thế nhưng bây giờ cơ thể lại cần khoáng thế thì bây giờ làm nào bây giờ nó lại nếu như mà nó đi theo cái kiểu là theo nồng độ thì rõ ràng là phải đi ra ngoài nhưng trong khi chúng ta lại cần theo chiều ngược lại tức là tôi cần cần nhiều hơn nữa mà mặc dù là bên ngoài có ít nhưng vẫn phải cần thì rõ ràng lúc đó là cơ thể tế bào nó sẽ phải vận dụng cái gì nó phải dùng năng lượng nó giống như ta xách một cái xô nước từ tầng 1 đến tầng 3 thì nó sẽ phải sẽ dùng năng lượng chúng ta phải sinh công để tạo ra năng lượng là gì? tạo ra năng lượng là đẩy cái ion hút cái ion cái khoáng vào trong tế bào, đó là như vậy. đó nên có thể là vận chuyển thụ động hoặc là chủ động. được chưa? như vậy là chúng ta giải quyết xong thứ nhất, đó là chiều vận chuyển. thứ hai là, là nguyên lý. được chưa? đấy nguyên lý là chiều vận chuyển là gì? chiều vận chuyển chúng ta thấy rằng là đi từ nơi chiều vận chuyển đối với vận chuyển thụ động là đi từ nơi có nồng độ chất tan cao đến nơi có nồng độ chất tan thấp đi từ nơi thế nước thấp à từ nơi thế nước cao đến từ nơi thế nước thấp thì nó sẽ là chủ động đúng không? Với chủ động thì chiều vận chuyển của nó nó sẽ là đi ngược lại tức là đi từ đây chủ động uhm, đây là cái này là đây thầy viết ra đây cho nó rõ này đây cái này là thụ động đúng không? còn đối với chất đường và chất khoáng nó có thể đi theo con đường ngược lại đó con đường này người ta gọi là chủ động Đấy, đấy là sự khác nhau Vẽ là này cho rõ Cùng là hai thằng này Đấy Được chưa? Đó Thì các em sẽ thấy rất là sự rõ ràng Đấy chính là chiều vận chuyển Chứ không phải là đi chiều là Chiều là từ trong ra ngoài hay từ ngoài vào trong Thầy không có nói cái điều đó Nguyên lý của đó các em sẽ thấy rằng là Với nguyên lý, với nước Và thụ động Với với vận chuyển thụ động Thì đó chính là nguyên tắc khuếch tán Trong đó nước người ta dùng cái từ nguyên tắc là, là từ thẩm thấu Để có sự khác biệt giữa cái chất tan với các chất tan đối với việc vận chuyển nước đó Đấy. còn đối với nguyên lý của vận chuyển chủ động đó chính là nó vận chuyển là gì khác với cách nó vận chuyển là ngược cái chiều đồng độ vẫn theo nguyên tắc khuếch tán nhưng mà nó ngược chiều đồng độ và nó phải sử dụng các con đường khác nó không giống như là cái thằng mà vận chuyển thụ động này được chưa vậy thì bây giờ chúng ta xem là nó sẽ vận chuyển theo các con đường như thế nào <laughs> thứ nhất là tự thụ động thì không tốn năng lượng Cái này biết rồi Cái thằng chủ động đương nhiên là Tốn năng lượng Đúng không? Rồi bây giờ con đường Nước Nó là không hỏa tan theo lipid Nên chính vì thế nước Nó không thể đi trực tiếp qua cái kênh à, Qua cái lớp phốt lipid Mà nó phải đi qua mấy kênh đặc biệt Thằng này nó đi vào kênh đặc biệt Nó sẽ phải dùng cái kênh đi qua cái dùng kênh kênh protein kênh protein protein mà người ta gọi cho nó một cái kênh rất đặc biệt đó là aquaporin aquaporin à, aqua Đó. Aquaporin, đấy. Kênh protein rất đặc biệt aquaporin. Đó. Thế bởi vì nước nó không thể chui trực tiếp qua cái lớp phospholipid được Chỉ một số cái phân tử Một số cái phân tử kích thước nhỏ Ví dụ như là CO2 hay là oxy Hay là một số các phân tử kích thước nhỏ khác Thì có thể khuếch tán trực tiếp qua lớp lipid Còn đối với hầu hết các chất tan Ion khoáng Rồi thì gluco Nó không thể đi được qua trực tiếp qua lớp phốt lipid kép được mà nó sẽ phải thông qua các kênh vận chuyển đó chính là kênh protein đó chính là cái phần protein bám màng này các em ạ à. nó sẽ tạo ra những kênh vận chuyển đấy nó tạo ra một cái lỗ để có làm sao giống như đường ống nước xuyên qua lòng đất để giúp cho gì dây cáp có thể chui qua nước nó có thể đi qua nước nó không thể thấm dần qua đất được ờ, qua bởi vì nó rất là lâu hoặc là không không thấm được qua lớp bê tông thì chịu đúng không như thế thì bây giờ nó phải dùng đường ống nước để nó đi qua đó là như vậy, đó, kênh protein Các chất tan và Ion, cũng vậy, theo cái con đường Thụ động này, nó đều thông qua các kênh protein Protein Đó, đương nhiên với nước Thì người ta dùng cái kênh, tên kênh rất đặc biệt Đó là aquasporin còn với các chất tan Thì nó sẽ dùng các kênh protein khác Trừ cái gì, trừ một số gì Trừ một số Chất tan có kích thước nhỏ hoặc là CO2 hoặc là oxy đấy vâng thì nó có thể khuếch tán trực tiếp trực tiếp qua phospholipid Đấy, qua trực tiếp qua phospholipid thì còn đâu tất cả các chất tan còn lại đường vân vân khi thức lớn hơn thì bắt buộc nó phải thông qua các kênh protein rồi đó chính là cái con đường liên quan đến thằng thủ động bây bây giờ chúng ta thấy là con đường liên quan đến thằng chủ động vì sao thằng riêng cái thằng chủ động nó sẽ vận chuyển ion khoáng này và nó sẽ có những cái bơm nó vốn bản chất là cũng là protein bám màng protein bám màng xuyên màng protein bám màng xuyên màng nhưng nó sẽ là cái bơm rất đặc biệt và đặc trưng cho từng chất nó là các bơm bơm đặc trưng cho từng chất. Nó có thể là bản chất nó là protein hoặc protein kết hợp với các chất khác. Ví dụ như là bơm natri kali. Đó nó phải là bơm đặc trưng của các bơm này các bản chất là protein các loại protein bám màng của protein xuyên màng nó tạo ra những cái bơm này và bắt buộc nó phải tiêu tốn năng lượng được chưa đó bây giờ về nhà nhé các em hãy kể cho thầy phân biệt cho thầy bốn cái thằng này một hai ba bốn tại sao ở đây thầy không phân biệt thầy không ạ à, thầy xin lỗi thầy không kể bản cho các em bởi vì thầy muốn các em làm điều này ở nhà thầy đã giảng hết đây rồi bây giờ chúng ta sẽ tổng hợp lại chiều vận chuyển nguyên lý con đường phân biệt chuyển vận chuyển thụ động và vận chuyển chủ động nó sẽ như thế nào đây là điều thầy muốn các em làm Nhá ok rồi đó là vận chuyển thụ động và chủ động nhưng bây giờ cái miếng thức ăn nó không chỉ dừng lại ở cái việc mà cái chất hỏa tan nó không chỉ dừng lại ở cái miếng nước ăn rồi uống rồi bây giờ nó miếng thịt to đùng đấy tế bào đôi khi nó phải gì <laughs> nó phải ngoạm những cái xác của sinh vật khác đôi khi nó phải ngoạm những cái mảnh vỡ của sinh vật khác ví dụ đơn giản là các tế bào uh, miễn dịch của cơ thể chúng ta có những gọi là đại thực bào đại thực bào là gì nó sẽ tiêu diệt những cái thằng tế bào lạ bằng cách là gì chơi ngoạn với nó chơi nó à, sơi tái nó luôn thế thì bây giờ nó phải làm thế nào rõ ràng là không thể kiểu chủ động thủ động được nó xuyên qua cái lớp phospholipid được nó to thế cơ mà vận chuyển kiểu gì thế thì đến hình thức cuối cùng đó là hình thức nhập bào và xuất bào nhập bào và xuất bào với cái thằng nhập bào là gì các thức ăn nó là lớn Đấy. thứ nhất là gì đặc trưng của cái chất đó là kích thước các chất rất là lớn ít nhất nó cũng phải là cái đại phân tử ví dụ một cái phân tử protein rất là lớn này kích thước chất lớn và nó không thể nào xuyên trực tiếp và không thể nào đi qua các kênh liên quan đến chủ động hay thụ động được à, kích thước cái chất lớn à, chất vận chuyển các chất vận chuyển các chất vận chuyển lớn thế thì nó sẽ phải làm nào với cái thằng nhập vào thế thì con đường bằng cách bây giờ không thể chui trực tiếp rồi thì bây giờ nó sẽ có một nguyên tắc để vận chuyển đó là gì sự biến dạng của cái mảng sinh chất là nguyên tắc là gì nhờ sự biến dạng biến dạng của mang sinh chất nhập tức là nhập vào những cái nhập khẩu ấy xuất tức là kiểu xuất khẩu ấy tức là đi ra ngoài thế tại sao mà tế bào cần phải <laughs> nhập thì chúng ta biết rồi tức là nó có thể làm thức ăn đúng không thế nhưng mà xuất tại sao phải xuất xuất thì bởi vì là sao bởi vì là có những chất thải phải xuất cái thứ hai nữa là có những cái protein nó không phải chỉ được tổng hợp là phục vụ ở bên trong tế bào có những protein sau khi cơ thể được tổng hợp trong cái tế bào nó được tổng hợp ra bởi ribosome nó sẽ đi qua cái thể Golgi và nó làm một xưởng chế biến protein và xưởng chế biến protein protein đó sẽ trở thành một dạng protein hoàn thiện và protein đấy có rất nhiều chức năng khác nhau có thể chức năng cấu trúc thì nó ở ngay tại tế bào nó cấu trúc nên các thành phần của tế bào nhưng nó cũng có thể là protein mang tính chất là enzyme thì nó phải tiết ra ngoài chẳng hạn để làm sao để phân giải những cái nguồn thức ăn xung quanh cái tế bào đó để giúp tế bào đó nó có thể lấy được chất dinh dưỡng Thế chính vì thế mà tại sao có những cái nhập bào và xuất xuất bào? Và nguyên tắc đó là nhờ sự biến dạng của mảng sinh chất. Thế thì nhập bào thì như thế nào? Đó. Với nhập bào. Nhập bào thì người ta chia ra làm hai loại. Thứ nhất là thực bào. Và thứ hai là ẩm bào. OK. Thực bào với ẩm bào thực ra tại sao nó phải chia thế? Thực ra thực bào thì đó là các mảnh vỡ, à, các mảnh vỡ, à, các mảnh vỡ thức ăn, à, mảnh vỡ thức ăn này, mảnh vỡ thức ăn này, à, các loài sinh vật, à, sinh vật khác hoặc là các xác sinh vật. Đấy. Thế còn ẩm bào là gì? Ẩm bào là thực chất là nó sẽ thức thực cái chất cần vận chuyển đó là một cái giọt. Giọt đó, giọt nước đó nó chứa các chất dinh dưỡng Đấy Đó chính là các giọt Chứa các chất hữu cơ Rồi Thì gọi là ẩm bào Ẩm là nước mà Thực nghĩa là ngoạn vào ăn Nó đơn giản là như vậy thôi Còn suất bào thì nó sẽ là chỉ có một dạng suất bào thôi Và đơn giản Và suất bào thì như thế nào Thầy sẽ vẽ cho các em một dạng Và các em sẽ có thể suy ra được cái dạng suất bào Rồi Thế thì đơn giản này Đây nha các em nhìn này, này Tế bào đây tế bào đây Tế bào này nó đang bình thường này Đây là tế bào Đúng không Và đây là nhân à. Ok đây là nhân Thế bây giờ tôi có một cái mảnh vỡ Tôi có một cái xác sinh vật một cái miếng thức ăn nó to đó này Ok Ngon không? Đấy rang lơ lửng này đây chính là miếng mảnh thức ăn bây giờ chui thế nào đi vào đây đây mảnh thức ăn này nó sẽ chui vào đây đây các em có biết là tại sao mà nó nhận biết được đây là mảnh thức ăn bởi vì chính nhờ các glico chính nhờ các thụ thể ở trên mảng tế bào nó sẽ nhận biết được à cái gì là cái này cần có thể ngoạn vào chứ không phải là đây là các tế bào khác tế bào cùng loại nó đi ra nó ngoạn mà rõ ràng sẽ nhận biết đây là cái mảnh thức ăn của nó đấy như các thụ thể ở trên màng tế bào em nhớ nhá rồi thế thì bây giờ nhiệm vụ là cần phải đi vào đây thế bây giờ tế bào nó sẽ bị lõm lại mà dinh chất nó sẽ phải lõm lại đấy à, nó phải đi thế này đó được chưa nó sẽ lõm lại lõm lại và nó sẽ bao lấy cái mảnh thức ăn này đấy bao lấy bản thích anh này sau đó nó sẽ làm sao cái này nó dần 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 nó sẽ thắt vào thắt vào thắt vào đó. dần dần nó sẽ thắt vào thắt vào đấy nó sẽ tạo ra như thế này một cái bên trong này đây là vẫn là nhân và đây mảnh vỡ đây đấy và nó tạo ra các người ta gọi là cái này người ta gọi là không bào tiêu hóa. Đây là không bào không bào tiêu hóa. Như vậy nó sẽ đi từ đây sang đây. Đấy chưa? Không bào tiêu hóa. Và không bào tiêu hóa này thì trong cái thức ăn nó sẽ ở trong không bào tiêu hóa này và nó sẽ được tiêu hóa nhờ hoạt động của lysosome tiết cái enzyme là lysozyme. Đấy và không bảo tiêu hóa này và thức ăn sẽ được tiêu hóa bằng lysozym bằng lysozym của lysosome lysosome là một bào quan của tế bào của lysosome à, chứ không phải li ly ok lysozym của lysosome Đấy. rồi ok Đấy là như vậy Đây chính là quá trình thực bào Còn quá trình xuất bào ấy Còn thực bào đây thì bây giờ nếu là ẩm bào Thì thay vì đó là một giọt nước Đấy một giọt nước Đấy thì thay thế là nó một giọt, một giọt nước thôi Ví dụ này đấy. đấy 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 Thế thôi Một mảnh vỡ hai giọt nước Đấy giọt nước chưa chế độ cơ thì nó thay vào đây thôi Thì gọi là ẩm bào Còn xuất bào thì nó lại sẽ ngược lại Ngược lại ở chỗ là xuất bào thì nó sẽ là ngược lại Đấy nó sẽ ngược lại và cái bóng mà chứa cái protein này cái bóng mà chứa protein này khi mà tại sao nó xuất hiện cái bóng này cái bóng này nó sẽ có ở cái ví dụ như là thể hôn ghi chẳng hạn nó sẽ chế biến protein và nó sẽ đóng gói ở trong một cái túi cái bóng và cái bóng đấy nó sẽ đi ra bên ngoài đi ra sát màng tế bào sau đó nó sẽ hòa nhập vào cái màng tế bào và từ đó nó sẽ phóng thích cái protein đi ra ngoài hoặc là chất thải như thế hoặc là trong đây là bây giờ ví dụ như thằng này đúng không tiêu hóa xong rồi bây giờ thằng này tiêu hóa xong rồi thì chất dinh dưỡng nó sẽ thấm ra và nó sẽ cơ thể nó sử dụng thế còn chất thải thì thằng này nó sẽ đi ngược trở lại tế màng tế bào và nó sẽ hòa vào màng tế bào và nó sẽ đẩy thằng này đi ra bên ngoài đấy thế thì cái quá trình thực bào và ẩm bào xuất bào thực chất là quá trình biến dạng của cái màng sinh chất để giúp thức ăn nó sẽ bao lấy bằng cách là gì bao lấy thức ăn hoặc sau đó là hòa nhập với màng tế bào hoặc là đi vào bên trong tế bào để thực hiện quá trình tiêu hóa nó đơn giản là như vậy được chưa đấy đó chính là các con đường liên quan đến vận chuyển chất qua màng sinh chất thế thì các em sẽ thấy rằng là uh, nó liên quan cái việc mà liên quan cái việc chuyển chất qua màng sinh chất ấy nó liên quan đến rất nhiều cái uh, cái, cái 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 ở trong đời sống các em cái hiện tượng trong đời sống các em các em thấy là ví dụ này các em biết là rằng khi mà người ta hái rau ấy Thế thì bây giờ hái rau thì coi như là cắt đứt cái nguồn sống của nó rồi Thế thì khi mà hái rau các em sẽ đi vào chợ Các em sẽ thấy là tại sao mà người ta Hay thì người ta chưa bán được rau đúng không Người ta sẽ vẩy nước Thỉnh thoảng người ta sẽ vẩy nước, vẩy nước, vẩy nước vào rau Để là rau làm sao nó tươi Thế bây giờ rõ ràng là rau bị cắt rồi Thế thì làm sao mà có thể là rau lại lại tươi trở lại Khi mà người ta tưới tưới nước đúng không Người ta bị cắt dễ rồi Bây giờ làm nào Thế thực chế đó là chính là do quá trình vận chuyển Vận chuyển thụ động của nước Nước thì các em biết rằng nó sẽ đi từ nơi có nồng độ chất tán thấp À đi nơi nồng độ chất thấp đúng rồi nó Gọi là thế nước cao Thì đến nơi có nơi thế nước thấp Thế thì cái nước mà chúng ta tưới vào Cái nước mà chúng ta tưới vào thì rõ ràng là Nước đấy là loãng tẹt luôn Chả có vị gì cả Nhạt phèo đúng không Thế thì nơi đó thì có thế nước cao Thế nước cao gì Nó sẽ thông qua quá trình thẩm thấu đi qua các tế bào của lá Tế bào của của cái rau đó của cái cơ thể thực vật đó để đi vào và giúp duy trì cái gì cái lượng nước ở trong cái tế bào và giúp duy trì lượng nước ở trong những cái mớ rau đó làm cho gì rau lúc nào cũng sẽ tươi chứ còn nếu chúng ta không tưới nước nó sẽ bị héo đi bởi vì nó có quá trình thoát hơi nước bay hơi nước của lá bay hơi nước của thân bay hơi nước của mớ rau đúng không nó sẽ tạo ra việc đó thế thì trong cái phần trong cái phần nội uh, uh, dung sách giáo khoa các em có một cái thí nghiệm thực hành đó chính là co nguyên sinh và phản co nguyên sinh thì đó chính là dựa trên cái việc mà vận chuyển nước uh, co nguyên sinh và phản co nguyên sinh là như thế nào rất đơn giản đó là với môi trường mà có nồng độ chất tan cao hơn tế bào người ta gọi đó là môi trường ưu trương nhá yeah. môi trường em lưu ý này, này môi trường môi trường có nồng độ chất tán cao hơn trong tế bào người ta gọi là ưu trương còn ngược lại ngược lại thì người ta gọi đó là nhược trương nhược trường và nếu mà môi trường mà ngang bằng nếu như gọi là ngang bằng thì người ta gọi là đẳng trường thế thì bây giờ theo các em ở cái môi trường nào thì nước nó sẽ đi ra bên ngoài Đấy, nếu như mà theo một thông vật lý thông thường đúng không? Theo vật lý thông thường thì tế bào nước nó sẽ đi từ ví dụ này, môi trường có nồng độ chất tan cao hơn trong tế bào đương nhiên ở cái môi trường ưu trương này thì cái nước nó sẽ đi ra bên ngoài và đi nước ra bên ngoài thì nó sẽ có một hiện tượng gọi là co cái tế bào lại co cái tế bào lại đấy thế nên chính vì thế mà tại sao các em sẽ thấy rằng khi chúng ta ngâm nước quá lâu ấy thì da chúng ta sẽ bị nhăn nheo co lại à. còn khi làm sao thế nhưng mà ví dụ như bị rơi xuống nước chết đuối Đấy à, chết đuối rồi thì rõ ràng là tế bào nó chết Thế lúc đó đã xảy ra hiện tượng gọi là nhược trương người trương phành lên đấy lúc ấy bên ngoài bên ngoài bên ngoài làm sao các em thấy rằng là cái bên ngoài cái khi mà cái ở cái tế bào tế bào chết ấy thì rõ ràng là cái màng tế bào nó sẽ không còn cái tính thấm chọn lọc nữa nên chính vì thế nó sẽ đi theo cái 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 gì đi theo cái uh, con đường vật lý thông thường thế thì lúc đó là tế bào nước nó sẽ đi vào trong tế bào rất nhiều và chính vì thế mà nó trương phành hết cả đây Đó Khi mà tế bào chết Được chưa? <laughs> ok Như vậy là trong cái bài học ngày hôm nay Thì chúng ta đã Đi tìm hiểu cái cấu trúc của màng sinh chất Nó liên quan trực tiếp đến cái chức năng của màng sinh chất Đó chính là vận chuyển Chức năng quan trọng Nhất của cái màng sinh chất này Đó chính là vận chuyển các chất qua màng sinh chất Nhá Hy vọng rằng với bài học Ngày hôm nay Trong cái khóa ôn luyện 10 này Sẽ giúp các em sẽ hoàn thành tốt các câu hỏi và phục vụ tốt cho các em trong quá trình học tập và cũng như là sau này chúng ta tiến tới là kỳ thi trung học phổ thông quốc gia và xin chào và hẹn gặp lại tất cả các em trong những bài giảng tiếp theo của thầy